là báu vật không à. À, toàn đĩa than thôi, đĩa than không, các thể loại đĩa than. Rồi, chương trình nước ngoài không à? Này nhập từ, này nhập cả lô bịch từ châu Âu về. Các thể loại. Để khui ra coi là có những cái gì, loại gì. Tết giao lưu. Dạ. Cái vòng mua bán thì rất là nhiều người bán mà đừng lo. Gì bán liền. Sao được thôi. Đồ đã là mấy chục năm không này. Trên 50 năm quá. Để có kia ba lô tôi cũng dưới nhỏ. Thoải mái. Tại vì bây giờ mình chưa đủ rồi. Có con bé thì nó cũng khá nên nó xin đẹp 87. Dạ. Mà nhà nó là trước đổi đây mà giờ nó qua khu biệt thự cái gì Đào Duy Anh á. Nó phải mua đồ mà nó mua lòng quen người nó có tiền cái nhà nó giàu mà người thật chứ có điều kiện à mà nó đi cái quán cà phê ngay chỗ Nguyễn Quang Sĩ chỗ cái đồ này bé, nó là cái nào này là nó giờ anh Google trên cặp đo ra đi nó có nó chỉ có ở trên trên eBay thôi chỉ yeah. Có ở Việt Nam mình lắm tại vì cái giá đang rất là nhiều bây giờ bên đó anh ship gì cặp đo không hết cũng 2-3 triệu bạc rồi như cặp đo mình bán 3 triệu nó ship là hết bèo lắm là 2 triệu hai triệu rưỡi yeah. Mà phải làm theo visa rồi chuyển tiền trước bao nhiêu rồi cho nên là mình không bao giờ bán được em đồ gì mà kiểu tìm hoài mà không ra thì mới đi bay rồi đúng rồi luôn giá nó ra nhưng mà tụi tây nó ra dạ rồi về đây hải quan hải quéo rồi nữa chứ có phải